Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Nội dung trong video này thì mình sẽ giải mật mã cũng như là mở thị kết hợp Cũng như là giải mật mã để mà nhận chìa khóa của ngày hôm nay Của dự án Hamter Combat đó là ngày 26 tháng 7 nha các bạn Rồi đầu tiên mình sẽ giải mật mã của dự án của chúng ta nha Các bạn bấm vào đó là mật mã hàng ngày nè Thì mật mã của chúng ta ngày hôm nay đó là cái chữ Flash nha các bạn Rồi đầu tiên thì các bạn bấm chữ F nha Chữ F thì các bạn bấm chấm chấm Đi chấm nha các bạn Chấm chấm là đi thả nè, chấm nè rồi tiếp theo là các bạn bấm chữ L nha. Rồi chữ L thì các bạn bấm chấm đề chấm chấm nha. Chấm nè, đề thả nè, chấm chấm nè. Rồi tiếp theo các bạn bấm chữ A nha. Chữ A thì chúng ta bấm chấm đề nha. Chấm nè, đề thả nè. Rồi tiếp theo các bạn bấm chữ S nha. Rồi chữ S thì các bạn bấm 3 chấm liên tiếp nha. 1, 2, 3 chấm liên tiếp nè. Rồi cuối cùng là các bạn bấm chữ H nha. Chữ H thì các bạn bấm 4 chấm liên tiếp nha. 1, 2, 3, 4 nè Rồi như vậy là mình đã giảm mật mã thành công ngày hôm nay nha các bạn Rồi tiếp theo là mình sẽ mở thẻ nha à, Các bạn bấm vào thẻ kết hợp vào ngày nè Để mà mở 3 thẻ ngày hôm nay nha các bạn Các bạn bấm vào phần peso nè Thì tại đây á, chúng ta hôm nay chúng ta có 3 thẻ Đó là các bạn bấm vào cái mục thẻ mới nè 3 thẻ mới nha các bạn Rồi các bạn mở cái thẻ Bitcoin này nè Này cái thẻ có hình Donald Trump nè Bấm vào Rồi các bạn mở cái thẻ này nè. Là cái thẻ đầu tiên nha các bạn rồi như vậy là mình đã mở cái thẻ đầu tiên rồi và cái thẻ thứ hai á các bạn bấm vào cái mục bê sò mà nó nằm ở cái mục mà thẻ mới nha các bạn, các bạn mở cái thẻ này nè, đây cái thẻ này nha, rồi các bạn mở cái thẻ này cho mình, rồi như vậy là mình đã mở hai thẻ thành công nha các bạn, và bây giờ mình mở cái thẻ thứ ba nha, rồi cái thẻ thứ ba thì các bạn cũng bấm vào cái mục thẻ mới nha, ở cái mục bê sò nè, các bạn bấm vào mục thẻ mới nè cái thẻ thứ ba là cái thẻ telegram star nè nhưng mà cái thẻ này nó có một cái điều kiện các bạn đó là các bạn phải mở cái thẻ it team nè đến level 16 nha tại để mà mở cái thẻ it team á các bạn bấm vào cái mục bi team nè rồi tại đây nó có cái thẻ mà it team như các bạn các bạn tìm cái thẻ it team đây nè đây cái thẻ it team là cái thẻ này nè các bạn bấm vào cái mục bi team nha các bạn mở cái thẻ này đến level 16 nha mình đang ở level 15 nè mình sẽ mở lên level 16 nha các bạn rồi sau khi mà các bạn mở cái thẻ ai thì tìm lên level 16 nè, các bạn quay trở lại cái mục bay sổ nè. Rồi các bạn bấm vào cái mục à, thẻ mới nha. Rồi các bạn mở cái thẻ này nè. Khi mà các bạn mở cái thẻ ai thì tìm lên level 16 thì cái thẻ này nó tự động mở khó nè. Các bạn mở cái thẻ này cho mình nha. Rồi như vậy là mình đã mở 3 thẻ thành công ngày hôm nay nha các bạn. Nó là ngày 26 tháng 7 nha rồi bây giờ mình sẽ giải mật mã để mà nhận chị khó nha thì mình sẽ để cái video cho các bạn xem nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau